Rồi chào bà con nhé. Hôm nay em lên cho bà con xem một cái con cấy lúa 4 bánh 2 cầu máy xăng nha bà con. Con này thì còn đầy đủ đồ luôn, không thiếu một cái gì hết. Mấy cái vỉ này, né này là để vỉ nè. Đó, để vỉ lúa. Ghế rin nè, sơn rin nè, nói chung là rin hết. Bánh còn rất là đẹp luôn, không có bị cái nào tét cao su rồi ha. Cầu số khô ráo sạch sẽ. Đuôi hoạt động từ A đến Z không một lỗi lầm nha. Đó, đuôi một hàng cấy nè, hai hàng cấy nè, ba hàng cấy nè, bốn hàng cấy nè. Đó, đuôi ruồng rất là đẹp luôn. Con này thì đuôi ruồng rất là đẹp, không có bị một lỗi lầm nào hết á. Bên là mình xuống ok hết nè. Cầu số khô ráo sạch sẽ. Con này đến từ thương hiệu Isaki Bơi 43. Con này còn rất là rinh và rất là đẹp ha. Máy móc đồ này nó im, cực kỳ im luôn. Chạy thì bá đạo luôn. Đó. Thì những con này bà con nào đang cần nhu cầu mua về cấy lúa thì mua ha, giá nó 20 mấy triệu. Đó. Thì những con này thường thường em bán những con bữa trước là nó không có đuôi thì bà con mua về độ làm phun thuốc, rải phân, phun vôi rồi đó thì rất ok luôn. Còn mình có đuôi luôn thì mình mua về mình xài sử dụng cấy lúa. Cầu số rất là khô ráo sạch sẽ nha. Đó. Khô ráo sạch sẽ. Không có bị gì hết nha anh chị nha. À, bà con. Ốc tán 7 màu luôn. Này là thắng nè. Này là cần ben này, màu xanh bên đây là cần ben dàn sới nè. Bên dàn đuôi lên xuống á. Đó. Đó, này là dây giật. Đó, giật cái là nổ thôi. Trước khi giật thì bật chìa khóa lên ha. Giật xong rồi lên một nấc nữa là đèn. Đó, kéo e. Đó. Bên kia là nhanh chậm và số. Lái qua lăng, trợ lực lái luôn, rất là nhẹ luôn nha. Đó, ok, ngon hết. Bật đèn lên luôn. Đó, đèn sáng lắm nha bà con. Sáng trắng luôn. Con này là bao đẹp. Xuất sắc. Ngóc đầu luôn. Con này chạy số nhanh, thả con ngóc đầu luôn không? Đó, khi mà mình quay qua một bên là cái này nó sẽ đứng lại thôi. Thử dàn sới. Đây dàn cấy. Đó, cấy nha bà con nha. Rất là ok luôn. Rồi. Hoạt động không một lỗi lầm. Máy nổ im ru luôn. Máy đời mới, máy OHV nha bà con. Máy công suất 6 ngựa, máy xăng OHV Kubota. Máy gì xe thì xe Isaki nhưng mà máy thì máy Kubota, tại vì Isaki nó mua cục máy của Kubota nó gắn lên nha bà con nha. Máy rất là đẹp luôn. Máy nó nằm dưới cái ghế này. Rồi con nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835585879 0398687745 mở thị trấn Thẩm Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi mến chào, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.